Winland xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Winland muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một loạt sản phẩm tốt để đầu tư dịp cuối năm. Sản phẩm có view rất đẹp như trên clip quý anh chị đã thấy. Và lần này sẽ là đất ở chứ không phải đất nông nghiệp nghỉ dưỡng như quý anh chị thường xem. Cụm sản phẩm này thuộc Nam Bang, huyện Lâm Hà, có view nhìn bao quát hết khu dân cư Nam Bang. Đường xá và hệ thống đèn chiếu sáng đã được làm đầy đủ. Phần khuôn viên công trình công cộng đã được làm sẵn đẹp và cạnh bên có rừng thông mang lại cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên. Sản phẩm này thì phù hợp với những quý anh chị có nhu cầu mua nghỉ dưỡng hoặc mua để dành sau này làm nhà ở và đầu tư sinh lợi nhuận. Phần 1 giới thiệu cơ bản vậy thôi. Phần 2, Winland sẽ giới thiệu chi tiết kèm với bảng giá. Cảm ơn quý anh chị đã đón xem. Hãy follow Winland để cập nhật thêm nhiều thông tin hay về đất bất động sản nha.